Tại ngoài ra thì chỗ này Đức Thầy dạy mình thêm là về cái pháp môn là niệm Phật, gọi là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành, tức là hết cái cõi đời này mình về cái cảnh cực lạc. Nhưng mà muốn được như vậy đó mình phải làm sao? Thì mình phải hành qua cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Cô bác mình biết ở ngày cực lạc, ở cực lạc một ngày là bằng ở đây bao nhiêu năm không cô bác? Trao đổi Phật pháp hôm nay thôi thì con xin chia sẻ một vài cái đạo hoặc giả là một vài câu chuyện rồi chúng ta bình luận giáo lý của Đức Thầy, thì chỉ thế thôi. Thưa cô bác, thì con nhớ Đức Phật dạy đó, Đức Phật dạy là phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Thưa quý vị, Đức Phật dí cái miệng của mình giống như là cái cây búa vậy đó quý vị. Dạ, Đức Phật dí cái miệng mình giống như cây búa. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như cái lời nói của mình á là nó chánh đáng thì nó phước đức vô cùng. Nhưng mà cái lời nói mình không chánh đáng rồi, nó không phải rồi đó, thì tự nói giết mình. Thưa quý vị, cái lời nói nó lợi hại vậy đó. Cho nên người xưa bảo là tục rằng lưỡi bén hơn dao, chỉ một lời nói đoạn bao nghĩa tình. Hay là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Khi xưa cô bác mình biết ở tại Việt Nam đó, cái người mà học rộng, hiểu nhiều, cái người rất là tài năng, nhưng mà vì cái miệng của mình, nhưng mà cái nguyên nhân đó mà ông chết đó quý vị. Tức là vào cái thời mà của ông Vua Tự Đức đó, cô bác mình biết ông Cao Bá Quát là ông là cái người rất là giỏi, rất là tài năng đó cô bác. Nhưng mà ông chết là cũng do cái miệng của ông, ông nói không khéo. Thưa quý vị, thì nói về ông Vua Tự Đức đó, một hôm vậy đó, đang họp triều thần đông người vậy nè, bắt đầu tự động ông nói hôm qua đó là ta nằm mộng, ta thấy đó là thần nhân đến để mà làm hai câu thơ mà ta thấy rất là hay. Hai câu thơ này quý ông bà cô bác mình biết là ông làm, nhưng mà tại tạm gọi cái từ là nổ, tức là ông khoe cái thơ của mình làm hay á cô bác, tức là ông khoe thôi. Nhưng mà ông nói là thần nhân mất mộng để mà nâng cao cái giá trị lên. Thì cô bác mình biết đó là ông nói thần nhân mất mộng hai câu thơ này rất là hay, để ta đọc cho các quần thần nghe nha. Thì mới đọc là viên trung oanh chuyển khề khà ngữ, giả ngoại đào hoa lấm tấm khai. Hai câu này hay quá chứ, tại vì nó có cái từ lấm tấm rồi viên trung oanh chuyển khề khà với lấm tấm, đây là về cái chữ nôm, còn lại là toàn là Hán văn. Thì quý ông bà cô bác mình biết đó, thì lúc đó ông nói cái bài thơ này theo ta là rất là hay, nhưng mà không biết các quần thần sao. Lúc đó người ta im đu hết trơn, ta không nói gì hết trơn á, tại vì vua nói mà mấy ông thì chỉ nghe thôi, nhưng mà chưa dám phát biểu ý kiến. Thì lúc bấy giờ có ông Cao Bá Quát, ông cười khà khà vậy. Ông cười, vua hỏi bộ khanh vui lắm hay sao cười. Ông Cao Bá Quát nói vui với sống vui, vua nói vui sao đâu khanh nói coi. Lúc bây giờ ông Cao Bá Quát ông mới nói đó, hai cái câu thơ mà bệ hạ vừa đọc đó là thần đã thuộc hồi nhỏ rồi. Vua ông nói hai cái câu này ta mới được thần nhân mất mộng hôm qua mà ông nói ông thuộc hồi nhỏ, anh ông phải giải thích cho rõ ràng à, nếu không người ta bắt tội à, bắt tội khi quân phạm thượng à. Thì lúc bấy giờ ông Cao Bá Quát cũng giải thích, không phải cái mệnh đề của cái đoạn văn này đó nó tới 8 câu rằng, nhưng mà bệ hạ chỉ đọc có 2 câu thôi. Lúc bấy giờ ông Cao Bá Quát ông làm bộ giống như là ông suy tư để nhớ lại cái chỗ mà ông học đã lâu rồi đó, giống như là cái người để nhớ lại kiến thức cũ, ông làm bộ ông nặng ốc để mà ông nhớ lại. Lúc bấy giờ ông mới đọc, ông đọc nguyên bài để thần đọc cho bệ hạ nghe nha. Ông mới đọc là bảo mã Tây Phương hết hoát lai, rồi bảo mã Tây Phương hết hoát lai, huyên hoang nhân tự thác đề hồi, rồi mới tới là viên trung oanh chuyển khề khà ngữ, giả ngoại đào hoa lấm tấm khai, rồi xuân nhật bắc quăng sương lập đọc, thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài, khề khà thi tứ đa nhân thức, mật hệnh khạng tương lai vắng tu tài. Thì ông Cao Bá Quát là một cái người học rộng hiểu nhiều, cho nên cái chỗ này là ổng lấy cái kiến thức của mình để mà hạ nhục cái kiến thức của ông vua.
Tức là ông ỷ cái tài của mình. Thì cái bài đó dịch như thế này: Bảo mã Tây phương hết hoác lai, có nghĩa là con ngựa quý nó đi về hướng Tây. Ở hướng Tây nó qua, con ngựa quý ở hướng Tây nó đi qua. Rồi cái người huyên hoang nhân tự đắc đề hồi, có nghĩa là cái người mà tự đắc đó là đi đến dắt con ngựa đó trở về. Và ý nói đó là người Pháp đó nó chuẩn bị qua xâm chiếm đất nước Việt Nam, cái người nào ham danh lợi thì chạy theo nó. Vậy đó mà ông không có lo là lo cho đất nước, mà ông ở đây ông làm thơ, ông rảnh quá ha. Thì nói vua vậy đó. Thì mới tới là viên trung quanh chuyển khề khà ngữ, giả ngoại đào hoa lắm tấm khai. Hai cái câu này là thuật lại, nhưng mà cô bác mình biết với cái hàm ý là mỉa mai. Con chim quanh nó thì nó hót rất là thanh tao, nhưng mà tại sao khề khà ngữ? Khề khà tức là nó không có gì hay chứ, nó nhẹ nhại, không có gì là gọi là văn vẻ chứ. Con chim quanh đó là nó hót hay, nhưng mà tại sao ông nói nó khề khà? Rồi giả ngoại đào hoa lắm tấm khai, có nghĩa là cái mùa xuân á thì nó có mới có hoa đào, đúng không cô bác? Mùa xuân mới có hoa đào, cho nên hoa đào là biểu hiện cho mùa xuân. Vậy mà ông nói á, là hoa đào hiện tại á, là nó nở, tức là chỉ cho mùa xuân, mà tôi thấy có mùa xuân đâu. Xuân nhật bắc văn xuân lập đọc, có nghĩa là hiện tại đâu phải mùa xuân mà ông nói xuân. Vậy là ông nói dốc. Hiện tại là mùa thu, cho nên là thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài. Vậy là ông làm vua mà ông còn nói dốc người ta nữa. Cái đó quần thần mà nói ông vua vậy đó, nói kiểu đó đó cô bác. Tại vì ông ỷ hoặc ông học động. Rồi mới tới hai câu cuối còn giữ nữa nè. Hai câu cuối ông nói là khù khờ thi tứ đa nhân thức, có nghĩa là bài thơ của ông nó không có gì hay chứ. Hai câu thơ của ông vừa rồi đó, ông khoe đó, không có hay. Nó khù khờ thi tứ đa nhân thức, tức là nhiều người biết cái bài thơ dở bẹt. Rồi khệnh khạng tương lai vắng tú tài. Vậy mà ông lôi thôi quá, ông đem tới đây ông hỏi tú tài, tức là ông hỏi tôi. Tôi đây là cái người học động hiểu nhiều cái bài thơ dở bẹt vậy đó mà ông đem ông hỏi. Cô bác mình thấy ông cao báo quát vào cái thời kỳ vua Tự Đức đó cô bác. Thì ông học rất là rộng, hiểu rất là nhiều, nhưng mà chỉ vì cái lời nói của ông là coi thường ông vua, lấy kiến thức của mình để mà coi thường kiến thức của người khác. Thành ra vì vậy mà sau này cô bác mình biết cái kết quả của ông cao báo quát là phạm một lỗi nhỏ thôi, vua Tự Đức ông lôi ra ông chém đầu. Cho nên người xưa bảo như sao cô bác, là bệnh tùng khẩu nhập. Cái bệnh của mình là do cái việc mình ăn uống âm dương nó không điều hòa, cho nên nó sanh ra bệnh. Rồi họa tùng khẩu xuất, tức là cái họa của mình cũng do cái miệng mà ra. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi. Ngài nói rằng các việc tại mày, tức là tại cái lưỡi này nè, tức tại cái miệng. Thuận với hòa hay ghét với gầy, cũng cái lưỡi làm thầy các chị, cũng tại cái miệng lưỡi mà ra. Cho nên một cái ông triết học người Mỹ, ông nói một câu rất là hay của bác. Ông nói là con người đó có 3 năm để học nói, nhưng mà cả đời học im lặng. Cái câu này hay của bác. 3 năm học nói nhưng mà cả đời học im lặng. Cô bác mình biết cái đứa trẻ thì thường khoảng mất 3 năm để mà nó nói chuyện được. Nhưng mà sau 3 năm rồi đó, từ đó trở về sau có ngày nào mà không nói chuyện không cô bác? Cả đời học im lặng đó cô bác. Cho nên cái người mà nói nhiều chừng nào đó thì sẽ phải dễ phạm cái khẩu nghiệp nhiều chừng đó. Cho nên đối với cái phương diện người tu của mình đó, là cái gì cần thiết mình nói, cái gì không cần thiết thì thôi. Chứ mình nói tùm lum tác lát hết trơn thì dễ phạm cái khẩu nghiệp dữ lắm. Cho nên đó là khi xưa thì Đức Phật Ngài có một cái lưỡi là bao trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi của Ngài á, ý nói cái lời nói của Ngài nói ra là trong sạch, là thanh tịnh. Nói ra là gì? Từ bi hỷ xả mà Ngài nói. Còn trong kinh Đức Phật bảo là cái người nào mà có cái lưỡi chạm được cái lỗ mũi thì ba đời không nói dối. Ai làm được điều này không cô bác? Đâu ai làm được đâu, con làm không được. Bác Sáu làm được không bác Sáu? Lấy cái lưỡi mà chạm cái lỗ mũi, cái này không ai làm được chứ. Là ba đời không nói dối đó cô bác. Mà đó giờ con đi nhiều nơi con chưa gặp ai mà lấy cái lưỡi mà chạm được cái lỗ mũi. Cho nên á, cái khẩu nghiệp của mình rất là quan trọng. Đức Thầy cho biết đó là nhưng Thầy xét lại
khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Cho nên hôm nay đó mình phải làm sao theo bộ giác tiến đó, là cho biết là nếu như mà cái người lựa được cái lời nói đó là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Thứ nhất là khi nói là mình phải lựa làm sao cái lời của mình dịu dàng nè, trong sạch nè, đoan chánh nè, hiền từ nè. Được như vậy đó thì mình sẽ không phạm vào ở trong cái khẩu nghiệp. Nhưng mà cô bác mình biết đó, cái người mà có đức hay không đó thì cũng do cái lời nói. Cái lời nói của mình chan hòa, cái lời nói của mình từ bi hỷ xả, cái lời nói của mình nói ra là dùng ái ngữ thì cái phước đức vô cùng. Còn ngược lại, mình mà nói một cái lời nói ra không có tốt đẹp, không có trong sạch, mà cái lời nói của mình nói ra là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu giọng ngữ thì nó rất là tổn đức cô bác. Bán khố phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, tức là nửa cái lời nói quấy mà tổn hại cái công đức lúc bình sanh. Cô bác mình biết khi xưa vào cái thời mà thập bát phản dương đó, tức là cái thời này gọi là 18 nước đứng dậy để mà chống cái nhà Tùy, tức là ông Tùy Dương Đế rất là độc ác. Ông giết cha nè, rồi ông giết em gái của mình nè, rồi giết anh trai nè, rồi giết hại triều thần và ở luôn với vợ của cha mình. Cô bác mình thấy ông Tùy Dương Đế không vậy đó, ở luôn với vợ của cha mình, tức là dì ghẻ đó. Cho nên lúc bây giờ ông độc ác như vậy đó, 18 nước đứng lên chống lại ổng, tức là đánh ổng, gọi là thập bát phản dương. Thưa quý vị, thì trong đó có nhiều anh hùng, ví dụ như Trình Giáo Kim, rồi Tiểu La Thành, Đơn Hùng Tính, vân vân. Thì trong một cái bàn tiệc cũng đông người giống vậy nè, đông người với lắm đông người. Thì lúc bấy giờ ông Trình Giáo Kim đó là ổng đi mời rượu, ổng cầm cái chén ổng đi, ổng mới đi tới bên Tiểu La Thành, ổng nói: "Tiểu đệ uống với sư huynh một chén rượu đi, rồi sư huynh nói cho tiểu đệ nghe này." Tiểu La Thành uống xong, cái ông Trình Giáo Kim ổng nói: "Tiểu đệ biết sao không? Nhị ca Đơn Hùng Tính nói đệ là cái thằng con nít hỉ mũi chưa sạch, nhị ca đòi bẻ răng của đệ." Thì lúc bây giờ Tiểu La Thành ông rất là tức, rồi thì ông Trình Giáo Kim ổng mới bẻn lẹn, tức là ổng lết lết ổng đi chỗ khác nữa. Ổng đi ra mời rượu mà, bắt đầu ổng đi qua ở bên cái chỗ là Đơn Hùng Tính, ổng nói: "Nhị ca uống như đệ chén rượu đi, rồi đệ nói cho huynh nghe cái này." Thì lúc bây giờ Đơn Hùng Tính uống chén rượu xong, cái ổng nói: "Nhị ca biết sao không? Cái thằng Đơn Hùng Tính nó không biết lớn nhỏ hết trơn, nó nói nhị ca là cái thằng giặc già, nó đòi nhổ râu đệ ca." Thì cô bác mình thấy cái lời của ông Giáo Kim nói vậy đó. Thì trong cái buổi tiệc đó, cô bác mình biết Tiểu La Thành với Đơn Hùng Tính là đánh với nhau, đánh với nhau trong buổi tiệc đó luôn. Nhưng mà sau này đó, cái mối hận đó nó còn ở trong lòng, nó chưa có nguôi được. Các anh hùng lúc bấy giờ can, nhưng mà cái mối hận còn. Cho nên sau này là Tiểu La Thành biêu đầu Đơn Hùng Tính. Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây nữa. Sau đó thì cô bác mình biết là Tiểu La Thành đó là đầu thai làm Tiết Nhân Quý. Còn Đơn Hùng Tính đó là đầu thai làm cái con rồng xanh bị bà Cửu Thiên Quyền Nữ nhốt ở dưới địa nguyệt á. Khi mà Tiết Nhân Quý đi chinh đông tới cái chỗ là Thiên Cái Sơn, thì lúc bây giờ xuống dưới khám địa nguyệt gặp con rồng bị nhốt tội nghiệp quá, thả ra thì con rồng đó nhập vô xác Cáp Tu Văn. Cáp Tu Văn là nguyên sói của nước Đông Liêu, còn Tiết Nhân Quý đó là hiền thần của Vô Đường. Hai người cũng là nguyên sói tiếp tục đánh với nhau nữa. Cô bác mình thấy ghê hồn không? Chỉ vì một cái lời nói của ông Trình Giáo Kim thôi mà gây ra mấy đời người ta còn hận thù với nhau. Cho nên cái miệng lưỡi của mình phải làm sao đó, Đức Thầy dạy là lấy tinh thần làm chủ mấy màu, cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng. Vậy thì lấy tinh thần, tức là hôm nay mình phải quán xét lại cái lời nói của mình nói ra, là phải cẩn ngôn, phải có cân nhắc, phải lựa những cái lời nào tốt đẹp, đoan chánh hiền từ. Nếu mà nói ra thì cái người đó đau khổ thì thôi đừng có nói. Một lời nói mà khiến chúng sanh đau khổ thì chúng ta đừng nên nói. Nhưng mà cũng có trường hợp của bác mình
nói ra vì từ bi mình nói. Thí dụ như mình nói dốc nhưng mà mình không làm đau khổ chúng sanh, tức là mình nói vì từ bi. Thí dụ như bây giờ điển hình một cái ví dụ, cái ông này ổng đau ở trên giường sắp chết rồi, bác sĩ cho biết là 3 tháng nữa là ông này ổng đi. Nhưng mà báo cho cái ông nọ ổng biết, thì cái ông này ổng tới đó, cái anh bệnh nhân hỏi là tôi bệnh sao rồi, thì lúc bây giờ không lẽ nói là anh là hết phương cứu chữa rồi, bác sĩ nói 3 tháng nữa chết. Nói thiệt như vậy thì cái ông này là ổng buồn quá, ông đầu nhiều khi ổng chết sớm. Thì cái này đau khổ chúng sanh, nhưng có những trường hợp mình nói dốc nhưng mà vì từ bi để nói thì không sao cô bác. Thì thưa quý vị, thôi thì trong cái buổi trao đổi Phật pháp hôm nay thì con được chỉ vài chục phút thôi. Đối với bác Tư thì nói chuyện hay, ở đây có nhiều quý bác mình trao đổi hay, thì thôi con xin lấy câu giảng của Đức Thầy để trao đổi ha. Dạ, lấy câu giảng của Đức Thầy để trao đổi. Nhiều khi mình kể chuyện tàu đó, cô bác mình biết là lần đó kể chuyện tàu thì xuống bị gầy. Sao không kể ở Việt Nam đi mà kể chuyện tàu? Thì cô bác mình biết đó là Đức Thầy nhắc trong sóng giảng điển tích rất là nhiều. Đức Thầy nói nhắc nhiều chỗ lắm. Thí dụ như ở trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh đó, Đức Thầy nhắc chuyện tàu rất là nhiều cô bác. Tại vì chúng ta bị đô hộ của người Tàu rất là nhiều, và những cái phong hóa nó cũng ảnh hưởng. Cho nên mình học thì mình không có phân biệt vùng miền, tức là cái gì hay thì mình học để mình lấy một cái lý để mà mình áp dụng vào trong cái chỗ mà hành đạo của chúng ta. Lần đó kể cái mẫu chuyện mà Quan Công đó là chém lục tướng mà vượt qua Ngũ Quan đó. Sao không kể chuyện Việt Nam đi, Việt Nam thiếu gì mà đi kể bên Trung Quốc. Trung Quốc nó ác thì chết luôn, kể nó làm gì. Thì cô bác mình biết Trung Quốc nó ác thiệt nha. Dạ, cái này lỡ nói Trung Quốc là thôi nói luôn. Tại vì nó ác nhưng mà người dân của nó cũng giống như mình thôi cô bác. Chứ không lẽ ác rồi, không lẽ trong cái người dân của nó cả tỷ người ác hết hay sao? Cho nên cái người nào hay là học. Cô bác mình biết Đức Thầy nhắc là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh. Vậy ông Khổng với ông Mạnh là ở đâu? Đức Thầy kêu mình học theo ổng là ổng ở đâu? Phải Trung Quốc không? Lần đó chứng minh câu của Lão Tử cũng gầy lắm. Lão Tử cũng ở Trung Quốc, nói Trung Quốc nó ác chết, nói nó làm gì. Ở Việt Nam thiếu gì ông hay thì sao mà không nói. Thì chúng ta học thì cái nào hay học hết ha. Còn kể chuyện Trung Quốc, Tam Quốc thì nó cũng ở bên Trung Quốc. Nhưng mà thôi thì cái nào hay mình học. Đức Thầy cũng nhắc rất là nhiều, thì cô bác cũng quan hỷ ha. Dạ, để chúng ta áp dụng cái lý để hành đạo. Thưa quý vị, Đức Thầy cho biết là hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Con nhớ bốn cái câu này nó nằm ở trong cái bài là cho cô Năm Võ Thị Hợi. Dạ, thì nói về cái câu này thì khi chưa đó cổ cũng thầm thương nhớ trộm Đức Thầy. Dạ, nhưng mà nói chung là mọi việc thì Đức Thầy cũng khuyên cô trở về cái lẽ đạo. Thầm thương đến trọng Đức Thầy, nhưng mà Đức Thầy lúc đó thì ở nhà của ông Ký Giỏi. Thì cô cũng quy y với Đức Thầy, nhưng mà một thời gian thì cô sa ngã lại đường đời. Nên Đức Thầy đã viết cái bài là cho cô Năm Võ Thị Hợi, để mà khuyên cô mau tinh tấn lên, trở về với chân lý để tu tập. Thì Đức Thầy vừa dạy cô là pháp môn tu thiền, thì trong đó Đức Thầy cũng dạy về tịnh độ. Thì bốn câu giảng của con đó thì Đức Thầy dạy chúng ta về nghiêng về cái pháp môn tịnh độ để cho cô thực hành. Thì Đức Thầy dạy ở trên đó là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na giống thực hành. Thì đó là dạy về tu thiền. Bởi vì Đức Thầy nhắc cô đó là thế gian này không có gì thật là tạm giả. Rồi để cô quán sát cái cuộc đời này nó không có gì trường tồn, để rồi mau trở về với con đường đạo. Thưa quý vị, vậy thì hỏi con tức là một cái lời để Đức Thầy kêu gọi. Đời tục tức là cái cuộc đời của mình nè, mình đang ở đây là tục nè. Nó đối với cảnh tiên cảnh Phật, cảnh tiên cảnh Phật thì nó sống rất là lâu dài. Cô bác mình biết một ngày ở cái cõi trời tứ thiên vương thôi là bằng 50 năm ở đây rồi. Dạ, rồi tới đau lợi thiên nó một ngày trở là 100 năm ở đây. Dài dài lên tới cái cõi trời thứ 6 là tha hóa tự tại, một ngày trở là bằng 1.600 năm ở đây. Cho nên cảnh tiên cảnh Phật là con người sống rất là lâu dài như vậy. Nhưng mà cái cuộc đời tục của mình, đời phàm mình ở đây nè,
con người sống được bao lâu cô bác? Dạ, không tới 100 năm nữa. Cái người nào hơn 100 năm là tu cái phước trường thọ nha. Nhưng mà mình thường đi đám lầm tầng đó, dạo thời điểm này cô bác mình thấy chết là khoảng độ nhiêu tuổi? Dạ, 50-60 tuổi ha. Dạ, thường là khoảng 50-60 mình đi đám tầng cầu nguyện thường xuyên đó. Dạ, thì mình thấy vào cái độ tuổi đó là chết nhiều lắm rồi. Hồi xưa thì sáu râu bạc đầu, ngày nay 30 tóc râu bạc nhiều rồi. Có canh đó, ảnh mới có hai mấy tuổi mà cái đầu ảnh bạc coi như là ở phía sau là bạc nhiều lắm rồi đó cô bác. Cho nên cái câu đó đúng chứ. Thời nay 30 râu tóc bạc nhiều rồi. Cho nên cái đời của mình ở đây đó là sống, đời sống con người rất là ngắn ngủi. Ở Nam Thiệm Bội Châu nó này thì ở trong Phật học cho biết là sống cao đó là trung bình khoảng 100 tuổi. Ở ngoài Bắc Cu Lưu Châu của bác mình biết là ở ngoài đó là sống 1.000 tuổi. Tại vì ở đây nè, mình đây là hướng Tây. Ở trong Phật học nó có tới 4 hướng rằng. Dạ. Bắc Cu Lưu Châu là cái nơi mà ông Tài Thiên ông ở đó cô bác. Thì cái người đó là sống 1.000 tuổi ở Bắc Cu Lưu Châu. Còn thứ hai là Tây Ngưu Quá Châu. À, cái người này sống ở đây là 500 tuổi. Dạ. Rồi thứ ba là Đông Thắng Thần Châu, tức là người ở đây sống 600 tuổi. Mình ở đây là hướng Tây. À, mình ở đây là hướng Nam, gọi là Nam Thiệm Bội Châu. À, thì trong tứ châu thì mình ở đây chỉ sống được vỏn vẹn 100 tuổi mà thôi. Đó là trung bình. Vậy thì đời sống con người rất là ngắn ngủi ha cô bác. À, rồi cái đời tục của mình cô bác mình thấy đó là mình tắm sạch cỡ nào đi. Bây giờ cái tay của mình đó, thí dụ đi mình kỳ hồi là có gì cô bác? Cái cục gì tròn tròn, tức là hòm. À, cảnh tiên cảnh Phật là sạch sẽ, nhưng mà cái cảnh mình đang sống ở đây đâu có gì sạch sẽ đâu cô bác. Mình thấy đó là đi ngang cái đống rác cái là bụng mũi là không muốn ở gần nó đó, tức là đi cho nhanh. À, thì đời tục nó vậy đó, cái cuộc đời mình sống ở đây nó không có gì thanh bay, không có gì gọi là tốt đẹp hết trơn, nó bất tịnh, gọi là đời tục rất hôi tanh. À, chữ rất là lắm là nhiều, hôi tanh tức là những cái sự bất tịnh, dơ giấy, không có gì trong sạch. Thưa quý vị, ở trong kinh A Di Đà cũng như giáo lý của Đức Thầy thì nhắc về ngũ trược để đại diện cho những cái sự không có trong sạch ở cái cuộc đời mà mình đang sống. Thì ngũ trược thứ nhất là kiếp trược. Kiếp trược tức là gì? Tức là cái đời sống của mình đó, cái thân của mình rất là dơ giấy. Khi xưa thì cô bác mình biết ông A Nan là ông đẹp dữ lắm, đẹp tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, rồi Phật pháp lưu đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Tức là nói ông A Nan là cái tướng của ổng là như trăng tròn sáng như đó, nhãn đó, nó đẹp như cái hoa sen xanh ở cõi Cực Lạc. Phật pháp như đại hải tức là rất là rộng, lưu nhập A Nan tâm tức là Phật nói bao nhiêu thì ông đều nhớ hết nhiêu. Vì vậy mà cái từ trường đó nó tiết ra bên ngoài. Cô bác mình biết là Ma Đăng Già là thích ông A Nan, cho nên nó già dùng bùa chú để mà dụ ổng vô trong cái phòng. À, tức là lúc đó A Nan chưa chứng quả, cho nên cô đó thì học cái câu thần chú để mà dụ cô vô trống để mà làm những chuyện không tốt. Thì lúc bấy giờ Đức Phật thần thông biết được á, thì lúc bấy giờ sai Văn Thù Bồ Tát tới dùng chú Lăng Nghiêm để hóa giải. Thì tới Đức Phật nói thương A Nan chỗ nào, thì nói thương mắt. Đức Phật có nói trong con mắt thì cũng có ghèn cháo chảy tùm lum ở trên, có gì đâu mà trong sạch. Thì cô bác mình biết là Đức Phật là một vị đại đức, thầy của trời và người, nên cái đức của Ngài nó bao trùm cả hư không. Nên Ngài nói như vậy đó là những cái hình ảnh mà nó bất tịnh đó, nó hiện ra trong người của Ma Đăng Già. Lúc bây giờ nói thương A Nan chỗ nào, nói thương cái miệng A Nan, miệng trái tim đẹp quá Thế Tôn ơi, Thế Tôn không biết được cái vẻ đẹp đó đâu, cái con cảm nhận được. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói sáng mà ngủ vậy không xúc miệng thì nó có còn đẹp nữa không con. Thì lúc bây giờ những cái ảnh bất tịnh thì nó cũng hiện ra trước mặt của Ma Đăng Già. Cho nên cái thân của mình nó bất tịnh như vậy gọi là kiếp trược. Là thân hôi tanh mũi rùi đón rước, rồi thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trược ta xin kể trước. Đó là cái sự dơ của cái thân của mình gọi là kiếp trược. Rồi thứ hai là kiến trược, tức là cái sự nhìn ngó nó không có trong sạch. Thí dụ như bây giờ cái hay của người mình không nhìn đi, nhưng mà bây giờ mình nhìn cái lỗi của người ta không à,
Cái đó cũng là kiến trược, phải không? Kiến trược tức là nhìn vào những cái chỗ không đẹp, nhìn vào cái chỗ không hay. Ví dụ như một cái người nào đó có 10 cái chỗ dở, nhưng mà ông lại ông dở hết hay sao? Ông cũng có 1-2 cái hay, nhưng mà mình không nhìn cái hay của ổng, mình học mà mình nhìn cái dở của ổng, mình nói không à. Ví dụ như bây giờ một cái vị giảng viên đến đây để trao đổi giáo lý của Đức Thầy trong một cái bài giảng nó 60-40 phút, nhưng mà biết bao nhiêu cái lời hay của ổng, biết bao nhiêu cái chỗ đáng để mình học, nhưng mà ổng lỡ nói cái gì đó lâu quá nó quên, hay là nó dấp nó, hay là nó lỡ miệng gì đó, bắt đầu mình nhớ thế nào. Nhớ cái chỗ mà ấn tượng nhất là những cái chỗ mà không nói sai đó. Thì cái đó là mình nhìn cái chỗ không tốt, thì cái này gọi là kiến trược. Cho nên Lục Tổ nói trong Pháp Phổ Đàn đó là: nếu thấy người lầm lỗi, ấy ta lỗi chẳng sai, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Thì kiến trược tức là mình nhìn vào cái chỗ nào không có tốt đẹp thì gọi là kiến trược. Thì thưa cô bác, thứ ba là chúng sanh trược. Chúng sanh trược là chúng sanh trong cái cõi đời này tạo ác nghiệp, tạo cái nghiệp ác để rồi luân hồi sanh tử. Mà trong nhà Phật thì điển hình có là thập ác, tức là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, rồi lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Chúng sanh trong cõi đời này tạo nhiều cái nghiệp ác gọi là chúng sanh trược. Rồi thứ tư là phiền não trược, tức là trong cái cõi đời này đó là tham sân si nó chi phối con người, phiền não sân hận. Mà con nói đó, nếu như mình phiền não là mình phàm phu nha, phiền não sân hận tức giận là phàm phu. Nhưng mà cái người nào thanh tịnh là tiên là Phật à. Bữa nào mà đi đám giỗ mà cảm thấy sảng khoái ở trong người nha, đi về thấy nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, hành đạo nó phơi phới nha, thì bữa đó thanh tịnh coi như tiên Phật à. Mà bữa nào đi về cái mặt chù ụ, cái thằng đó nó nói xấu tôi mà nó không nói rõ họ tên, kỳ vậy đó. Cho nên nhớ hoài thì cái này coi như là ma dương nó vô nhà mình nó ở rồi. Cho nên trong Pháp Phổ Đàn Đức Lục Tổ bảo sao cô bác, là chân như tự tánh là chân Phật. Có gì nữa, tà kiến tam độc thật ma dương tam độc, tức là tham sân si là phiền não, nó là ma dương. Tà kiến tam độc thật ma dương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Vậy thì cái bữa nào mà mình cảm thấy trong người của mình có sự gì đó nó bức rứt, nó bực bội gì, một cái việc gì đó nó không hay, thì coi như bữa đó là ma dương nó vô nhà mình nó ở đó nghe cô bác. Mình rước quân tử không rước, mà sơ xuất là rước ma dương về nhà, tức là rước cái sự phiền não, sự sân hận. Thì đó là nó là ma, là quỷ, là ma dương, thì nó là phiền não. Thì trong thế gian này có muôn ngàn cái sự phiền não, cho nên điển hình nhất là tham sân si. Cho nên phiền não gọi là phiền não trượng, trong cái cuộc đời này nhiều cái phiền não. Rồi thứ năm là mạng trượng. Mạng trượng tức là cái đời sống của mình ngắn ngủi. Chẳng những như vậy mà mình còn tạo nhiều cái điều không có tốt. Còn thứ năm là mạng trượt trung, số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu hoa nguyệt thung dung cậu thả. Thưa vị, còn 10 phút nữa thôi thì con xin ngắn gọn để mà con nói phớt qua ha, chứ 10 phút thì nó còn rất ngắn. Thì thưa cô bác, vậy thì hỡi con đời tục rất hôi tanh. Cái câu này ý Đức Thầy ý thức cho chúng ta trên cái cuộc đời này đó, là nó không có gì trong sạch hết trơn. Nhưng mà cái cuộc đời này á, là mình sống ở đây mặc dù nó không tốt, nó dơ, nó bất tịnh, đời sống con người nó ngắn ngủi, nhưng mà mình sống ở đây á, mình lấy cái thân này làm cái phương tiện để mình tu tập cô bác, gọi là cái phương tiện. Nếu như không có cái thân này á, nó dơ rồi, nó bất tịnh rồi, không lẽ sao vậy, treo cổ tự tử hay sao? Tại vì nó không thanh tịnh rồi. Rồi cuộc đời này đầy dễ sự khổ rồi sao đây? Thì mình tạm lấy ở đây, lấy cái thân này, mượn cái chảnh sống này để làm cái phương tiện để mà tu, gọi là mượn xác của mình để mà tu tập. Xác thân giả tạm có đâu là, tạm mượn làm thuyền để quá gian, khi đã qua bờ rồi phải trả, đâu còn tiếc nó để đeo mang. Cho nên cái thân mình giả nhưng mà làm cái phương tiện để tu nha cô bác. Vậy thì hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Tức thầy câu này là Đức Thầy hung đúc cho mình trên cái con đường tu tập. Bởi vì nhà Phật gọi sao cô bác? Di tệ thị nghiệp, tức là chuyện nghiệp là mạng sống nha. Chuyện nghiệp là mạng sống.
Chứ nghề nghiệp thì ai cũng biết rồi, nhưng mà chuyên nghiệp ở đây còn có nghĩa là mạng sống, tức là lấy cái trí tuệ của mình làm cái mạng sống, chứ không phải lấy cái thân xác này để rồi nuôi dưỡng trưởng dưỡng nó. Vậy thì trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, thì ở đây muốn có trí huệ, cái điều căn bản là chúng ta phải làm sao thưa cô bác? Thì cô bác mình biết đó, đọc lại Phong Thần Diễn Nghĩa thì cô bác mình nhớ cái đoạn mà chém đắc kỷ không? Đắc kỷ tức là theo sử sách thì ghi rất là đẹp đó. Thì lúc bây giờ đưa ra các chiến sĩ chém đó cô bác, đâu chém được đâu, đắc kỷ đẹp quá đẹp. Đưa ra thì coi như là nó ổng mẹo, nó năn nỉ, thôi đừng nó chém tôi để cho tôi sống. Nó khóc lóc, nó than thở thì sao? Đâu chém được nó đâu, tại vì đẹp quá, ai cũng thương qua tiếp ngọc hết trơn. Ở lúc bây giờ làm sao đây? Ông Khương Thượng đó là ổng dùng cái thanh kiếm. Thì cái thanh kiếm này gọi là lục yểm. Thì ổng đọc một cái câu thần chú, một cái là cái thanh kiếm này ở trên đó là nó xẹt xuống một cái là đứt đầu đắc kỷ. Thì các học giả người ta mới bàn cái chi tiết này. Người ta nói mình sở dĩ là vô minh, sở dĩ là không có trí tuệ, không được sáng suốt là do lục căn nhiễm lục trần. Lục yểm, chỉ lục là sáu chữ yểm là làm cho nó mất đi. Lục yểm tức là làm sao mà cho sáu căn của mình đó, sắc thân hương vị xúc pháp, nó không nhiễm với ngoại vật. Thì đắc kỷ tức là được chính mình, tức là tạm gọi cái chỗ là đắc đạo. Vậy thì hôm nay mình quán xét nha, mình ra đường mình gặp cái vật nào nó đẹp thì sao? Mình vẫn biết đẹp, nhưng mà mình không có lao theo nó, không có lao theo vật. Mình đẹp xấu thì mình biết được, biết hết, nhưng mà mình không có phân biệt, không có lấy bỏ ở trong đó. Gặp cô gái đẹp thì vẫn biết đẹp, thì đẹp cãi nó, đâu có gì đâu mà lấy bỏ, đâu có gì đâu mà nhớ thương. Gặp căn nhà đẹp thì cũng biết đẹp, nhưng mà không có lấy bỏ, không có phân biệt ở trong đó. Vậy thì làm sao mà cho lục căn của mình không nhiễm với lục trần thì mình sẽ được cái trí huệ. Thí dụ cái việc ăn uống của mình cũng vậy, mình ăn mà mình còn phân biệt cái nào ngon, cái nào dở, cái ngon thì mình ăn, cái dở thì mình coi như không chịu, bắt đầu chê à, thì cái chỗ này coi như cũng còn nhiễm nữa cô bác. Cho nên có một vị nọ đến hỏi một cái vị thiền sư tu là sao. Thì lúc bây giờ cái vị này nói đói ăn, khát uống, buồn thì ngủ. Thì vị kia ngạc nhiên, cũng giống như bình thường thôi, vậy tôi không u, tôi đói, không tu tôi đói, tôi cũng ăn, khát tôi cũng uống, mệt tôi cũng ngủ, còn ông cũng vậy, vậy có gì đâu đặc biệt. Thì cái vị thiền sư mới giải thích, đói ăn tức là có gì ăn cái đó. Chứ không có phân biệt cái ngon mới ăn à. Thường á, thì mình nếu không tu á, ngon á, thì mới chịu ăn. Cái món nào món ruột rồi đó thì thích cái món đó, chịu món đó. Rồi khát uống, khát phải có những cái món nào uống mà nó hợp với khẩu vị nữa. Thí dụ như trà đường, thích trà đường thì uống trà đường. Cà phê thì có cà phê mới được à. Cho nên có nhiều người tới cử riền cũng tội nghiệp cho họ lắm cô bác. Thì bây giờ khát uống tức là có cái gì uống cái đó à. Có gì uống cái đó, họ không phân biệt. Gọi là đói ăn khát uống, còn buồn thì ngủ. Buồn tức là đôi khi mình mệt mỏi đó, về cái mình muốn ngủ nhưng mà ngủ không được, nhớ cái chuyện này chuyện kia, gác tay lên trán nghĩ cái chuyện hồi 17, 18 tuổi gì đó. Mấy chục tuổi mà nhớ lại cái chuyện 17, 18 rồi nhớ rồi phiền não hoài. Cho nên Đức Thầy cho biết kẻ nhất dạ thường sanh bá kế, tức là trong một đêm mình nghĩ không biết bao nhiêu là gì. Vậy thì bây giờ buồn thì ngủ, đói ăn khát uống, buồn thì ngủ, sống với cái lẽ tự nhiên. Vậy thì ở đây ý muốn nói là trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Ở trên thế gian này mình có là lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ở thế gian thì nó có lục trần, sắc thân hương vị xúc pháp. Mình phải làm sao cho giữ cái tâm của mình nó không có nhiễm với lục trần, không có nhiễm sắc trần, thì mình sẽ có được cái trí tuệ. Ngoài ra thì chỗ này Đức Thầy dạy mình thêm là về cái pháp môn là niệm Phật, gọi là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Tức là hết cái cõi đời này mình về cái cảnh cực lạc. Nhưng mà muốn được như vậy đó mình phải làm sao? Thì mình phải hành qua cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Cô bác mình biết ở ngày cực lạc, ở cực lạc một ngày là bằng ở đây bao nhiêu năm không cô bác? 1.344.000.000 năm. Một ngày ở cực lạc, lạc rồi đó thì cõi nó vui, sống lâu, thọ mạng vô cùng. Thì muốn được như vậy thì chúng ta phải hành qua cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Thôi thì con xin nói về tín nguyện hạnh, rồi chúng ta sẽ kết thúc đề tài hả cô bác, tại vì hết thời gian rồi.
Tôi dị tính tức là tin tưởng. Tin tưởng mình có thể sanh về cõi cực lạc. Tin tưởng pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là có sự thật. Ngài Thanh Sĩ bảo là tin tưởng có cõi vui tịnh độ. Tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là tin Phật. Thì đây gọi là tín. Nguyện tức là mình phải phát nguyện về cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Thì có nhiều người người ta phát nguyện riêng, nhưng mà có nhiều người người ta nói không cần phát nguyện. Thì ở chỗ này ý mình nói đó là Đức Thầy đã lồng ghép cái sự phát nguyện của mình vào ở trong cái bài cúng của bác. Cái từ Nam Mô nó có 6 nghĩa của bác. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, tức là mình nương nhờ, mình mong mỏi được về đó, mình mong mỏi sự cứu độ đó. Thì ở đây mình hàng ngày có cúng lại, và cái tâm của mình mong cầu được về cảnh giới cực lạc thì coi như đó là mình đã có nguyện rồi đó cô bác. Thì mình có người nguyện riêng, tức là mình cúng xong rồi đó xin nguyện về cực lạc, thì mình nguyện một lần, có người nguyện nhiều lần. Thì cái đó thì tùy theo nhân duyên. Nhưng mà cái mong muốn của mình đó, cái đòi hỏi của mình mong về cảnh giới cực lạc và mình có cúng lại, thì coi như cái đó là theo bản thân của con thiết nghĩ thì mình đã có nguyện về cảnh cực lạc rồi đó cô bác. Rồi bây giờ hạnh, tức là mình phải hành theo cái pháp môn tịnh độ, đi đứng hồng nằm ngồi, tức là nhớ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có nhiều người bắt chước bên nhà thiền niệm 4 chữ, nhưng mà thì theo giáo lý Đức Thầy dạy 6 chữ, chỗ nào Đức Thầy dạy cũng 6 chữ chứ. Chữ lục tự trì tâm bắt diễn thì lâm nguy có kẻ của mình, hay là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi đó. Nhưng mà Đức Thầy nhắn lại 6 chữ, đi đứng nằm ngồi tráng niệm chớ quên. Nhưng mà nhiều khi mình gấp quá, trong khi gấp thì mình cũng có thể mô Phật, vậy cũng tạm được. Nhưng mà khi mình ngồi niệm Phật thì căn bản theo giáo lý Thầy mình phải niệm đúng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong khi gấp thì cái đó mình niệm coi như là niệm gấp thì cũng không sao. Và khi xưa đó cái ông Tu Bạc Đà La đó cô bác, ông Nam Mô Phật Đà. Vậy mà khi mà vào cái thời kỳ Đức Phật đó, Đức Phật sửa sạn vào Niết Bàn, ổng mới lại, ổng mới xin quy y. Nhưng mà ổng đắc đạo trong ngày đó luôn cô bác. Cho nên niệm một tiếng Phật là mình đã gieo duyên với Đức Phật rồi đó cô bác. Thì một cái người niệm Phật này bây giờ hiện tại không đắc đạo, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp, theo ở trong kinh bảo là cái người này nhờ cái nhân duyên niệm Phật này sau này sẽ được đắc đạo. Cho nên hôm nay cô bác mình có tin tưởng niệm Phật thì ở đây trước sau gì cũng thành Phật hết trơn. Và ở đây là nữa là những cái vị Phật tương lai không đó. Cho nên Đức Phật khi xưa tuyên bố đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì hôm nay mình muốn thành Phật, mình muốn giảng sanh cực lạc, thì quan trọng là mình phải niệm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà quan trọng là phải có tín nguyện hạnh. Khi xưa mà một Kiền Liên đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết về pháp môn tịnh độ rồi đó, giới thiệu có cảnh cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ ông nghi, cho nên ông dùng thần thông ông bay về đó. Nhưng mà bay của bác mình biết tới cực lạc không? Tới không cô bác? Dạ gật gật đầu là có nghĩa là tới. Dạ. Nhưng mà không tới cô bác. Ông thần thông đệ nhất nhưng mà ông tại giờ không tin. Ông không tin là có cực lạc cho nên ông bay về đó thử cơ Phật nói làm sao. Nhưng mà cuối cùng rớt núi Tu Di Tướng tại thiếu niềm tin. Nhưng thì hôm nay mình niệm Phật mình phải tin mình đây rồi sẽ được thành Phật. Tin tưởng cái pháp môn tịnh độ của Đức Thầy cũng như của Đức Phật giới thiệu là có sự thật, thì sớm muộn gì ở đây là những vị Phật tương lai. Thôi thì đã hết thời gian, thì trước khi dứt lời con cũng xin chúc cô bác chúng ta thanh tịnh niệm Phật được nhiều cái sự an lạc và bình an trong cuộc sống. Thì trước khi dứt lời xin mượn câu giảng Đức Thầy chúc cho cô bác tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xét bao thanh nhàn. Chúc cô bác chúng ta được nhiều cái niềm vui an lạc và sau này tu hành đắc đạo để chào Thầy trở lại. Chúng con xin hết ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật.